ហើយនៅខេត្តរតនគិរីកំពុងមានកម្ដៅហើយនិងអាចអស់បនសាក់ទៀតមើលទៅបញ្ហាដីនៅជិតពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីលោកអុកកំជុនជាតួអង្គក្នុងឆាកតែនៅក្រោយវាំងនននមានលោកងឹលណែលនិងលោកស្រីឆោមស្រីពេជ្រសាច់រឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងបកគោលរួមនឹងក្រុមមនុស្សពាក់ព័ន្ធដូចជាឈ្មោះអុកកំជុននិងលោកស្រីឆោមស្រីពេជ្រជាតួឯកក្នុងឆាកដែលប្រដឹងប្រជាពលរដ្ឋមានដីលំនៅ ឋានជាប់ជាប់នៅជិតពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីធ្លាប់រស់នៅអាស្រ័យផលអស់រយៈពេលមិនតិចពី អាចកាត់ថ្លៃបានដោយសុកចិត្តប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគ្រប់ល្បិចកលទៅតុលាការច្រើនថ្នាក់ច្រើននីតិវិធីបើតាមស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅមានមនុស្សសំខាន់នៅពីក្រោយឆាកនេះមានសមត្ថភាពខំប្រឹងលាក់បាំងការពិតនិងខំប្រឹងដើរតួជាអ្នកស្រឡាញ់ដីនៅជិតពន្ធនាគារខេត្តទុកជាសម្បត្តិជាតិជាអ្នកការពារតាមរយៈប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការចាប់មនុស្សដាក់រថយន្តនិងវាយខ្នោះបន្តទៅដាក់ទ្រុងយ៉ាងឃោឃ
nơi than rõ bọc luôn ai xót xôm snap bọt xâm phía. Nếu như mà rồi nơi tìm ý dạp về chiếc đọc chiếc nam đáy được cụ hay và có bà chiếc cam liên rột dưỡng hay nâng lộ đồ ở văn trà bồi tích túi nằm bây đó sẽ chi phía bà chăm ngài dẫn được cụ. Hay khi mà rồi nơi tìm ý tập bốn và bị bây chiếc nam tập bốn có bằng sơ mình chụp bánh hại tại cao bì đồ lạc đồ và thiên phân tình ý kia thầm mấy máu chung mô lô có cùng chân. Một căn tầm này thầm mấy ní nên khi mà rồi cả thơ bà chẳng lực chẳng xa máu được cụ hay ở còn tập nhóm già chú trai nên tính tuổi đang đo chập đang đo nên nhóm hỏi cầu màu nhóm ao con trai riệp ở cái sai tính tuổi già nằm một tia chập bụng quạt cho đã khom khối máu đã khnóc bụng quạt cho mà chập nên nhóm tiền già hỏi cho mà chập hay quạt đây quạt chọc nó cho mà chập nên nhóm bụng đo một tia nên nhóm nắng tại luôn nở nắng hỏi giờ quạt bạn hãy nhóm từ thọt nơi một làn xa mặt tất cả những người bố hay làn quạt buôn phém nơi một làn hay nơi cả đá thân ở không niêm nhóm chìm được xoay mà đẹp nhóm miên cá chư cháp á lực bẹp quạt là rừng đầy thị lý nâng về lo mà về mà phây xàm sập cho năm ấy tại kì chư chôn từng cột từng cân bà chìa bố rốt nơi không đồng bọn ni tạm bì bọn bà mùi mà mong bà cá nú chì vai khét ai làm muông ba ôm muông bòi hay phun tình yêu kia lúc nên nay đi anh mà lấy nó có bàn làng từ gì cho vài con cho vài con đó về bà bán đi làng từ bà khai là hốt đó thật ngày đi quạt nơi và thiên phân tình yêu kia nó còn mình ơi hàng và chia chun dương nó rụt tiệt thôi tiệt hay quạt bán này tiệt không thật ngày lịch mưa khơi mê dây tàng vì quạt nơi hàng thiên phân tình yêu kia nó quạt mình ơi dương ơi tài tha dương rụt từ bô rụt ai chân tha ai miền con trai qua tài hàm khoát mong mình ao dương thôi tay to là so tà la ca nơi khai ra tà nạ kri nâng ao chân hai khang khang phun tà nia kia nâng mà ao lưu lưu bị chia chôn vinh sọp thay đi bà tam sai bà đà này rừng ni cư miền ai kia xa sầm an hết cho bà lúa đòi phi đầm bồn phía kì khang phun tà nia kia miền lục úc cầm chốn chia tu ai bà đăng bà chia bà rốt rò hốt đo tà la ca cư bàn đã tì tăng đầy ni từ ao tà la ca khai chênh ra xa cà phía quân tay phía kì bà chia bà rốt bàn bà đăng tò bình tư bà khơi nơi phiếp trầm trời hào tà la ca có bàn bà đo dứt tì thoa chun bà chia bà rốt nhạc đầy nông rừng ni tu bây giang ni đầy เพื่อกีคางป้นตนเกียขาดรอตนาครีในมันออกจัดบานบรรทบดังประเชียประวัติมันชบโชป้นใต้รัตพอลจองกรอยตรบานตลากาโอโต้ขาดตบงขมสำหรับเอาประเชียประวัติเนี่ยเตี้ยดอยปมบ้านรอเคินท่าเจี๊ยดได้ระบบป้นตนเกียหนูลอยไอ้ดำในยารอดอัตยตาประเทศสลาดบงขาดรอตนาครีกบานสำหรับลุบเจ้าเด็กกาสำหรับจัดใจบรรดออาซอนเลสโซนแปมดอโรโปโคมาไพกุดดอปม
bay cho thằng ai tì đọc mùi khai cả nhà chân nam bì bọn đọc bóng bấy rốt bó xa la đồng bông khai ruột tà nạc rì đề ca xâm rạch lê xôn mùi cỏ cơ khô đỏ có cho thằng ai tì mà phê bóng bốn khai cả đá chân nam bì bọn mà phê mùi rốt bó xa la ô tô chắp bì bê ni tỏ tử dương tam thịt đây xâm rạch rốt bó xa la ô tô khai tà bông khôn lê chất xâm mùi đỏ có rò tô nó cho thằng ai tì mà phê bóng bì khai tô la chân nam bì bọn mà phê bí bằng chạy thà xâm rạch bằng chóp lư ca chào bị bằng đăng chống tố lê chất sắp bằng bay mà phê bí cho thằng ai tì mùi khai cùng phép chân nam bì bọn mà phê bí rò bò mà chạy bằng đăng chống tố cho mùa ốc cùng chốn đài ban bằng đăng chống tố đề ca xâm rạch lê đọc bằng mùi cho thằng ai tì mà phê bằng bí khai mà gà ra chân nam bì bọn mà phê bí rò bò xa lá đồng bông khai ruột tà nạc rì bọn thái em lơ bì nì nâu miên à thí bằng chia bì tàu là ca chọn khu hộp bàn chân sẽ cái đây xâm rạch cư miên này bắt đầy sai phong đấy đài châu bằng chi đài miên phiếp mình bắt cả đấy ca bồn bồn đàn đàm dọc đầy bì bà chìa bà ruột ca chắp mà nu đạc nó dọc từ khủng khèng ca bà đăng khăn ông bà bôn tàu là ca khá nạc đài kích mọc đòl đầm nạc ca trong cầu này trái bàn phía kì lục ốc cầm chân chanh cái đây nâng bàn ở rốt khơi bắt là mưa phong đáy chân này hỏi từ xa ca mà phiếp rộ bò mình trái đắc nôm thông thông nơi bôn tình này kia khai ruột nạc kỳ rí trái bàn bác bằng hành can tay cho bạc thả sách rương tùm nông can tay vôn co khuôn ảnh khả nạc đài thân lơ mùi chẩm nuốn nâng thân khai miên ạ phí ba rôn mà nẹ cầm bung ca bia nâng bật bằng cầm hô khuôn cao miên ca bóng phư rộ bò ạ kia bôn tình này kia tam rời dạ bò rộ miên khả nông sốc xâm nua trai bàn cháu lãng thả tì mùi tai dân nạc ca rư ca ạ nà vọt cho bạp rư đầm nọ sái rộ bò xa mặt tạch nè nè miên ạ kia bôn tình này kia cỏ xuông hạp tây rư rộ tà bào khai rộ tà nạc rì nâng ạ nà vọt tam sạch đây xâm rạch rộ bò tà la ca chôn khu phù hữu tê tai đầm nọ sái tam dân nạc ca xâm rộp xâm rùl ai chôn trai cháu miên lục ốc cầm chôn nâng lục sài chôn sài bạch trai bàn rùi khuôn giang rộng phơi rư trai ạ nà vọt tam cho bạp xâm nô tê pi tai xa ca mạp hiệp bòm piên cần lo mộc rộ bò lục ốc cầm chôn nâng cu con thuộc chắp quay khăn hò bà chìa bà rốt tôn sao đã cho khăn ông trung đôi sát thiết đài con tai cắt mai mộc tê nụ cua phần lút rư bật băng tam rộ biếp nà rư con tai bà cua đây lùm nơi than chun vinh tam ổng nách tô la cá hai chun bằng co trai rùi khuôn chung vinh bà nhà hà rương nì kết mọc đòl mong ní chi vất nâng cây la nơi tai rôn chăm ca bà đòl bọt xâm phía giang ẩn tê xa bì xâm nạ phía kì bẹp bồn miền lục ngân nèl lục ốc cầm chun lục sầy chom sầy bệnh nơi tai chia ca bật băng hai à bay từ chia dốt tê thò nơi ca bất nút tí bay ta hai à bay à kẹ bôn tình yêu kia nâng bôn tình yêu kia khai ruột tình yêu kia mình prom bằng phư rưu đol bất xâm phía tam xa bò rộng miên chi vật nâng cây lá đại ban sai cần lòng tờ phong chung với những rương rai nơi ca chốc sai rộ bò xa bò rộng miên nơi khai tì bay khai mạc ra chân nam bì bòn mà phải bấy à kẹ nhu cơ than bôn tình yêu kia cỏ xuông hạp tây bàn chênh lì khách bằng phư ta ca chênh lì khách bằng phư kháng lờ nụ à kẹ nhu cơ than bôn tình yêu kia bàn bóng cát cân nạc ca mạc tì ca át tì ca rạc cây tờ lơ đầm na rương đầy nụ chạy đánh rư ai tay tay lơ tay rõ bài ca rõ bóc nạ bôn tình yêu kia khai rõ tình yêu kia bà yông tay lơ chấm nốt mùi chấm nuôn bàn bóng phư thà tì tăng kháng lơ chia bà phết đầy xa thịt nạ đài chia xâm bắt rõ thật kào ông ca cực cồng to su ca bia giang kranh rõ niêl bì xâm nạ dứt tà chôn chia mần trái bôn tình yêu kia tăng bì chân em mùi bôn bòm bôn rõi bài xa bà mùi rù chia mục xa nhà tì tăng vi lục chia nhức nhuộp rõ bò tì hiên khmai kà hòm đam bây rộng đó nè tô khăn ông xa mai sẵn kriêm bôn tay thiết bất đầy bôn tình yêu kia ní bà tam bà chia bà rốt mần trái nà cô bà chô nì vọt chà chà mùi chùm nuốn bàn lực lãng thà bôn tình yêu kia ní bàn lực mò canh chùm nọt ní nư ẩm lông chân em mùi bôn bòm bôn rõi cài sắp rư chân em mùi bôn bòm bôn rõi cài sắp mùi nụ tê cả chân em bà bò bò đói bài chiêng nâng ở cục nữ chất bằng sai nơi khỏi bè thì bằng hay cục đô tới chân em cài chiêng ra cho nó ôn tại chỗ bằng để chất khuyên khỏe của hôm nay nâng nông thế đi
តាកាចេញលិខិតបំភ្លឺរបស់អគ្គយុគដ្ឋានពន្ធនាគារខាងលើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ភូតកុហករបស់ថ្នាក់ក្រោមតែប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះក៏ដូចជាមហាជនសូមសំណូមពរទៅដល់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃមេតាពិនិត្យរបាយការណ៍ផ្ទាល់សូមកុំជឿលើរបាយការណ៍មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទឹកភ្នែកឥតល្ហែព្រោះរឿង ក្តីចេញពីតុលាការបានឈ្នះក្តីហើយហេតុអីមន្ត្រីខាងលើនេះហ៊ានក៏ខ្លួនបែបនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនធំអាចប៉ះពាល់កិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរក្របខណ្ឌមន្ត្រីអ្វីៗដែលប្រជាជនចង់បាននោះគឺដីដែលពួកគាត់រស់នៅមុនគុកមកបោះទីតាំងទៅទៀតហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិកម្ពុជារស់នៅលើដីខ្មែរសោះបែរជាមន្ត្រីខាងលើនេះមកយាយីដើម្បីលៀបស្ការៈរបស់ខ្លួនទៅវិញ ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញក្រសួងហាផ្ទៃបង្កើតគណៈកម្មាធិការចុះមកធ្វើអត្តកិរកិច្ចដោយតម្លាភាពមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដើម្បីមានទំនុកចិត្តថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារខេត្តដែលប្រព្រឹត្តខុសទេ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួន16ភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព